nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị quý thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Phan Đăng Lưu thuộc phường 3 quận Phú Nhuận để gửi khách hàng mình một căn nhà phố ngay vị trí rất là đẹp luôn, kế bên ủy ban phường 3 luôn nè cả nhà. Nhà mình nó là hẻm một trục, cách mặt tiền đường Phan Đăng Lưu chỉ tầm khoảng 50m di chuyển. Đường trước nhà của mình rộng từ 7 đến 8m, hai ba chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Với vị trí ngay kế bên ngã tư Phú Nhuận, cả nhà mình di chuyển về trục đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, ra chợ Tân Định, chợ Bà Triệu, trung tâm quận 3, quận 1 hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 5 đến 10 phút. Đó, một căn nhà ngay giáp ranh với ủy ban phường cũng như là khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ an ninh. Ngôi nhà này thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, serum spa, cơ sở giáo dục y tế, mình kinh doanh mua bán nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn. Nhà mình kế bên ủy ban phường, mình mở tiệm photo nè, phụ kiện bán đồ này kia cũng rất là thuận tiện luôn cả nhà. Và ngôi nhà hôm nay giới thiệu khách hàng mình, kết cấu chuẩn là một trệt 4 lầu có ban công sân thượng bên trên. Đó, một trệt 3 lầu ban công sân thượng nha cả nhà. Và nhà thuộc hướng chính hướng đông bắc, căn nhà màu xanh nè, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là tây tứ trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m2, chiều sâu là 11m. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có 2 phòng master lớn, kèm phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 12 tỷ 500 triệu đồng, giá còn bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, một căn nhà đường thông quá là đẹp luôn, mà còn ngay vị trí kế bên ủy ban phường cũng như là trục đường huyết mạch Phan Đăng Lưu, di chuyển đi đâu cũng tiện. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Gia chủ trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa, một lớp cửa cuốn bên trong thì một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực nữa. Và hiện tại gia chủ mình đang cho bên spa thuê 2 tầng, mỗi tháng thu nhập là tầm khoảng 10 triệu nha cả nhà. Đó, đây, nhà mới sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Thang bộ thì được thiết kế ốp sát tường vào bên trong, cho nên mỗi tầng như vậy cái không gian sử dụng tương đối rộng luôn á. Phía trước là nơi tiếp khách để sofa, bên trong là mình có giường để đồ nè, đây giường massage trị liệu. Và bên thuê có thiết kế cho mình một cái vách kính ngăn nghiêng á, mình sử dụng máy lạnh. Và bên trong là gian bếp của mình, thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh đầy đủ. Và gia chủ còn thiết kế cho mình toilet sử dụng tại tầng trệt nữa cả nhà, đầy đủ các trang thiết bị dành cho khách khi đến chơi nhà hoặc là mình kinh doanh cho khách hàng sử dụng thì tương đối phù hợp luôn. Bên dưới chân cầu thang của mình đó là có tủ kho, tủ để đồ âm tường vào bên trong nữa chứ, tận dụng tối đa không gian luôn á. Một căn nhà ngay vị trí trục đường Phan Đăng Lưu với diện tích chiều ngang là 4m2, chiều sâu là 11m, khuôn đất của mình vuông vắn, phong thủy tương đối tốt. Nhà thuộc hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mà là tây tứ trạch nè cả nhà. Đó, không gian tương đối thoáng luôn, còn cái vách mà ngăn khu vực phía trước và phía sau này là cái vách sử dụng thạch cao. Cho nên cả nhà mình mà mua về mình để ô tô bên trong nhà thì mình chỉ cần gỡ cái vách đó ra rất là dễ luôn cả nhà. Và em tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Ngôi nhà này đang được gia chủ mình rao bán với mức giá là 12 tỷ 500 triệu đồng, giá còn bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Toàn bộ thì để cuối nhà nè, cho nên mỗi tầng như vậy, không gian phòng khách nè, rồi phòng ngủ tương đối rộng luôn. Đó, mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng sắt. Và khoảng không gian khu vực này được gia chủ thiết kế cho mình một cái giếng trời để từ cái gian bếp của mình nhìn thông lên bên trên rất là thoáng luôn nha cả nhà. Ba ngày đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Một căn nhà ngay vị trí quá là đẹp. Lâu lâu mới có một căn mà ngay trục đường hẻm một trục, cách mặt tiền đường chỉ tầm khoảng 50m như vậy, mà còn ngay phường 3 quận Phú Nhuận nữa chứ, kết nối với khu ẩm thực đường Phan Xích Long, di chuyển đi đâu cũng tiện. Và đây là toilet sử dụng riêng cho phòng ngủ đầu tiên nè cả nhà. Đó, đầy đủ các trang thiết bị. Phòng này thì gia chủ mình hiện tại đã trang bị cho mình đầy đủ nội thất bên trong rồi, nhưng mà bên thuê mình không có sử dụng, cho nên mình gỡ cái giường đi á. Đó, mình đang sử dụng làm phòng live stream, phòng dạy học nè, phòng làm việc. Có ban công phía trước nữa, thoáng lắm nha cả nhà. Máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng. Nhà thì còn rất là mới luôn, gia chủ mình chỉ cho thuê cái tầng trệt với tầng lầu 1. Còn các tầng bên trên đó là mình ở một phòng thôi, còn phòng còn lại là để trống, đa số nội thất đều mới luôn. Và đi tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan nè. Đó, lầu 1, di chuyển lên lầu 2. Lầu 2 này thì hiện tại đang có người ở bên trong cho nên không có tiện quay.
Tầng này với tầng trên thì giống y chang nhau luôn. Em xin phép lia máy lên tầng tiếp theo để cả nhà mình tham quan bên trong rõ hơn. Thang thì đi tương đối đều bước nha cả nhà. Và với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng My với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng My. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng My đang có mặt tại lầu thứ 3, phòng ngủ master để cả nhà mình cùng tham quan. Đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có tủ quần áo, vách gỗ găng riêng giữa phòng thay đồ và khu vực ngủ, giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn học, bàn trang điểm, đầy đủ các trang thiết bị nội thất cao cấp. Và mình có ban công chỗ ra phía trước rất là thông thoáng luôn nè cả nhà. Đó, nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và phòng này là gia chủ mình chưa sinh sống, cũng như là bên thuê chỉ thuê 2 tầng bên dưới thôi. Từ lúc mà đi coi thiết kế nội thất vào là gia chủ mình chưa sử dụng luôn, còn rất là mới nha cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị nội thất và mình có toilet sử dụng riêng luôn nè. Đó, có một tấm gương soi kiểu trang trí decor tại đây luôn. Một căn nhà phố nằm ngay phân khúc giá bán 12 tỷ 500 triệu đồng, ngay vị trí trục đường Phan Đăng Lưu thuộc phường 3 quận Phú Nhuận. Nhà mình thì kế bên ủy ban luôn cả nhà. À mà Hằng My quên mất đó là mình chưa có quay cái toilet bên trong phòng ngủ. Sorry cả nhà. Mỗi phòng như vậy đều được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng riêng luôn. Toilet này bên trong mới là mình có vách kính ngăn riêng, đầy đủ các trang thiết bị nội thất, bồn vệ sinh, lavabo đường soi, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn nè cả nhà. Tương đối rộng và thoáng. Đó, có cái ô cửa sổ mở khu vực kiến trời nữa. Và đi tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Một vị trí tương đối đẹp ngay trục đường Phan Đăng Lưu, thích hợp vừa ở cho thuê có thu nhập hàng tháng. Đường trước nhà của mình thì rộng từ 7 đến 8 mét, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Đó, và em tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan nè. Bên trên được gia chủ thiết kế cho mình ô cửa giếng trời nên lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Và bên hông là mình có nơi lấy sáng lấy gió luôn nè cả nhà. Đó, những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn. Và đây, phía bên này là phòng giặt, có máy giặt, máy sấy cũng như là toilet sử dụng trên tầng này, đầy đủ các trang thiết bị. Đó, một căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Có tổng là 4 phòng ngủ và 4 phòng đó đều có đầy đủ nội thất nha cả nhà. Và em tiếp tục di chuyển ra khoảng không gian khu vực sân thượng phía trước để cả nhà mình cùng tham quan nè. Khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng My với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng My. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà được khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và em đang có mặt tại tầng tiếp theo, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Đó, nội thất bên trong phòng này cả nhà. Mình có tủ quần áo, giường ngủ, bàn trang điểm, tương đối đầy đủ luôn á. Được gia chủ sử dụng cho toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường. Phòng này thì mình có một cái ô cửa sổ view ra bên ngoài nè. Cũng như là mỗi phòng đều được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng riêng, máy lạnh đã lắp hoàn thiện. Và ban công sân thượng phía trước khu vực trồng cây, trồng hoa, để được bàn trà, ghế ngồi. Lên đây gia đình mình quay quần bên nhau, tổ chức tiệc nướng BBQ, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê thì quá là phù hợp luôn. Đó, view tương đối thoáng, khu nhà cao tầng, đường chảy nhựa, có camera khu phố. Nhà mình thì kế bên là ủy ban phường cho nên không cần lo về vấn đề an ninh nha cả nhà. Đó, bên dưới gia chủ mình lót gạch và gỗ luôn nè, quá là sang. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng My để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp với chính chủ. Và video của Hằng My đến đây cũng kết thúc. Hằng My chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng My xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Em xin hẹn video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.